chào mọi người. Thì Quốc đang có mặt tại hậu trường của Aquafina Vietnam International Fashion Week. Quốc rất là vui khi mà lần đầu tiên hai anh em Quốc Cơ Nghiệp tham gia với một cái lĩnh vực rất là mới, là những người làm kết trong show Việt Tiến. Hy vọng là trong đêm nay Quốc Cơ Nghiệp sẽ làm tốt vai trò của mình. Cho thương hiệu